gia đình của chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc quyết chiến với ông Thành. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ là người cùng chiến tuyến. Đối với phụ nữ, người mà họ yêu nhất mới là người tuyệt vời nhất. Những người còn lại, cho dù có nổi trội như thế nào đi nữa, cũng không là gì trong mắt của họ. Ủa, em chỉ nghĩ tới cảm xúc một mình em thôi hả? Em có nghĩ tới mọi người ở đây không? Em nhìn lại đi, người ta cũng là con người như em đó. Em sống đừng có ích kỷ chung. Nhìn lại mình đi.